Xin chào mọi người, hôm nay cùng mình đi chơi trò trượt cát, trò zipwire ở nhanh nhất thế giới nha. Đây là bãi đậu xe. Còn đây là khu vực lễ tân. Sẽ cất vào một cái tủ như thế này, chỉ cần một đồng tiền thôi, Bị một tuần. delay 1 giờ nên là mình đã được hưởng một ly cà phê miễn phí. Yeah. Mình đang chỉ trỏ về những đường cát mà mình sắp được bay. Có hai đường cát trên và dưới, đường dưới thì 30 dặm, đường trên thì 100 dặm một giờ. Và đây là những chú chim đang bay. Xíu nữa mình cũng sẽ được bay như thế này đây. Sau khi được giới thiệu sơ lược về quá trình trượt cát thì mình sẽ được đi thay đồ. Bộ đồ khá là rộng so với mình. Mọi người sẽ được mặc một bộ đồ màu đỏ này thì hơi hơi chống thấm, và một bộ đồ rất là nặng ở phía ngoài để treo bạn lên và được đóng dấu kiểm tra, và sau đó thì lên đường. Đầu tiên thì mình sẽ được thử một đường cát ngắn hơn và chậm hơn. Đây, nhìn thấy cá nằm trên thớt. Sau đó thì đến lượt mình. Ôi, xuất phát thôi, được bay như chim rồi. Khung cảnh xung quanh khá là đẹp. Ở dưới cái hồ rất là đẹp. Có một điều hơi buồn đó là cái kính của mình lúc đầu nó hơi bị mờ. Lần xong rút kinh nghiệm mình phải lau kính trước khi mà mình xuất phát mới được. Đã hạ cánh an toàn rồi. Tới giờ giải lao chụp hình thôi. Sau đó thì mình sẽ được đi lên một chiếc xe tải rất là to để đi lên gần đỉnh núi để trượt từ trên cao. À, trên này mây mù quá, chả nhìn thấy gì hết trơn. Trời ơi, nhìn thấy cái đường cát nó dốc thẳng đứng xuống. Cái đoạn này mình hồi hộp quá thì mình phải hỏi cái chị này là chị chơi chưa, xong chị bảo là chơi rồi, không có gì phải sợ hết, bạn phải thử đi. Đấy, nhìn vậy thôi chứ nó dốc thẳng lắm. À, mình phải chui kính trước khi đi. Rồi, xuất phát rồi. À, tiếc quá chả nhìn thấy gì hết, hơi mờ. Nhìn vậy thôi chứ mà mình la hết quá thế thì cái răng mình lạnh buốt luôn, cuối cùng phải ngậm mồm lại. Chỉ được làm chim bay chưa tới 60 giây thôi. Mình ra rất là zoom mốt. Nếu mà ai mà muốn đi chậm hơn ấy, thì đoạn này phải ngóc đầu lên. Như mình là mình đi chậm nhất luôn, mấy anh chị kia bay hết trơn, còn mình bay cuối cùng ngắm xung khung cảnh xung quanh. Nhưng mà nếu mà bay chậm vậy thì đỡ sợ hơn là bay nhanh. Hết rồi. Đây, cầm mới que này và hạ cánh. Đoạn này mình vừa cười vừa khóc hay sao ấy. Lúc đầu sợ quá phải khóc luôn. Vậy là kết thúc rồi. Cảm giác thật là sung sướng vì đã vượt qua chính bản thân mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Hy vọng là một ngày đó mọi người cũng sẽ được thử. Tuy là thời tiết không ủng hộ lắm nhưng mà kết thúc cũng không đến nỗi nào. Tạm biệt. Thank you for killing me today.